Xin chào các bạn. Thì để tiếp tục cái series về các cái mẫu củ loa rời của Calvin, một cái thương hiệu hàng đầu của Mỹ, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nữa, đó là cái mẫu NA158. Thì đây là cái mẫu loa 15 inch, coi 3 inch từ neo, công suất 600W, 1200W và 2400W maximum, trở kháng 8 ohm. Thì đây là một cái mẫu loa được Calvin sử dụng rất là nhiều trong các cái dòng loa chuyên nghiệp của Calvin, như là TRX, LM, vân vân, rất là nhiều. Những cái dòng loa chuyên dùng để đánh sân khấu, sự kiện, quán bar hoặc là phòng trà, cho chất âm rất là sập, tiếng rất là hay. Thì với cái mẫu này thì chúng ta có thể lắp cho loa full đơn, loa full đôi hoặc là loa ba quay, vân vân, rất là nhiều ứng dụng cho cái mẫu loa này. Thì đây là hàng sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ, Made in USA. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết cái mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu loa NA158. Nó có kích thước là 15 inch, coil 3 inch, hay còn gọi là loa 40, coil 75 đó, từ neo. Thì do là đây là dòng từ neo nên nó cũng khá là nhẹ. Thì cỡ này nó tầm khoảng cỡ 6kg thôi, cũng khá là nhẹ. Từ neo nên nó cũng có cái đít khá là nhỏ, rất là gọn nhẹ. Thì cái khung này là khung bằng sắt. Đây là khung sắt với có 6 cái xương. 6 xương. Khá là nhẹ. Thì loa 40 thì thường nó có cái kích thước đường kính tầm khoảng 38 thôi, loa nào cũng vậy. Nó chưa tới 40 đâu. Làm cái màng rất là đẹp. Màng rất là đẹp. Đây là màng màng giấy. Màng giấy găng thì bằng vải, rất là đẹp. Đây là màng nhện. Các cái lỗ thông gió phía sau. Thì đây là cái chạm mà để chúng ta gắn dây. Thì cái chạm này chúng ta có thể làm hai cái kẹp để kẹp dây lo vào, còn không thì chúng ta có thể hàn trực tiếp vào đây cũng được. Rất là đẹp, hàng của Mỹ, Made in USA. Dòng loa này nó cho tiếng rất là sạch, tiếng rất là sáng. Cái mẫu này chúng ta dùng để làm loa ca, hát phòng trà, phòng đồ thì hết ý. Thì cái loa này nó có độ nhạy là 97 dB, giải tần là từ 38Hz cho đến 3000Hz, công suất là 600W, 1200W và 2400W maximum, trở kháng 8 ohm. Thì với cái mẫu loa này chúng ta có thể dùng để lắp loa full đơn, full đôi, loa ba quay. Rất là nhiều ứng dụng cho cái mẫu loa này. Ok, thì các bạn có thể tham khảo chi tiết cái mẫu loa này tại cái đường link website bên dưới. Thì mình sẽ còn một số cái mẫu loa nữa, mình sẽ tiếp tục làm tiếp tục cái series này. Thì các bạn chú ý đón xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.